Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an vừa phá chuyên án liên quan đến hành vi môi giới cho các người mẫu, người đẹp bán dâm. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối với Đoàn Ngọc Minh, 25 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh về hành vi môi giới mại dâm. Minh là một mắt xích quan trọng trong đường dây mại dâm cao cấp liên quan đến người mẫu, người đẹp trong các cuộc thi sắc đẹp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Trước đó vào tối ngày 25 tháng 5, cơ quan công an đã bắt đối tượng Trần Đức Thùy Liên, 30 tuổi, tại khách sạn Hạ Long Plaza. Liên và Minh là hai đối tượng cầm đầu trong đường dây môi giới mại dâm cao cấp, chuyên tổ chức các tuyến sách tour cho các đại gia. Hoạt động môi giới bán dâm trong đường dây này được tính bằng tiền đô.